Xin chào các bạn, mình tên là Phương Anh, còn em mình là Phương Linh. Hôm nay mình sẽ tập bài aerobic, các bạn cùng theo dõi mình nhé. Biết đôi nhí, Phương Anh và Phương Linh với bài tập thể dục buổi tối. Phương Anh và Phương Linh với bài tập thể dục buổi tối. We'll be right back.